Xin chào tất cả bác đã đến với cửa hàng em Thành đồ cổ đồ châu Âu trong buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa là ngày hôm nay thì em Thành sẽ nên một số mẫu đồng hồ phục vụ các bác nhé. Rất là mong các bác chúng ta sẽ quan tâm và ủng hộ bên cửa hàng. Hôm nay thì rất là nhiều những chiếc đồng hồ song tiện về các bạn thì em sẽ nên để phục vụ các bác. Ngày hôm nay thì có khoảng 7 mẫu thôi nhé, và cả một bộ máy kia. Hôm nay em sẽ có những cái đồ rất độc đáo để phục vụ các anh các chị và các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ô đô và rất là nhiều những cái dòng khác các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay các bác nhé, sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay giao lưu các bác là một chiếc đồng hồ song tiện các bác nhé. Nó về nguyên như này, nó về trơn như này, nó về như nào thì em bán như thế cho các bác nhé. Đấy, nó về như nào, nó có hai cái con tiện ở đây các bác nhé, ba con tiện ở phía đuôi này, mặt con này mặt men này. Đấy, con này thì căn bản đợt này nhà em về nó hơi nhiều song tiện một chút, đâm ra thì cái đợt này các bác sẽ mua được với cái giá rất là tốt đấy các bác nhé. Các bác sẽ mua được một cái giá rất là tốt. Đấy các bạn, con này con song tiện nó còn niên đại chắc trên dưới 80 năm rồi các bác. Mặt là mặt men các bác nhé, mặt men, con này mặt men đẹp xuất sắc này. Đấy các bác thấy không, mặt men đẹp xuất sắc, kim mũi giáo của nắp men các bác nhé. Đấy, của nắp men. Con này thì nó có ba con tiện các bác nhé. Nó có ba con tiện các bạn. Đấy. Em sẽ tháo máy ra, mời các bác xem. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ cổ các bạn nhé. Đây logo nó đây các bạn, có nhìn rõ không ạ? Đấy, logo nó đây các bạn nhé. Có búa các bạn nhé, có búa chắc băng luôn. Con này đánh 3 phút điểm chung một lần các bạn. Mặt con này đẹp xuất sắc luôn. Mặt con này đẹp xuất sắc luôn các bạn. Mặt đẹp xuất sắc luôn các bạn này. Cái mặt men này các bác đi mua ở ngoài thị trường nhá, người ta phải lấy của các bác 2 triệu này ít. Mặt men này này. Các bạn, gồng đây với những họa tiết vô cùng tinh xảo các bạn. Còn nắp đây, nắp kêu vàng và nó cũng là men các bạn nhá. Cô cứ lấy đi, xong chúng ta đến hai con kia. Đấy các bạn, rất là tinh xảo luôn. Con này thì em sẽ sale cho các bác một cái mức giá hợp lý để các bác mua nhá, cuối năm, tại vì nhà em cũng nhiều hàng ấy, cuối năm em xả cho các bác những cái giá tốt. Để tí cháu kéo cái đã, cháu quay chuông. Còn kích thước là 60 nhân với 32 các bác nhé. Và giá ngày hôm nay em giao nhiêu các bác với giá bao nhiêu đấy? 2,8 triệu các bác nhá. Đấy, với những con mặt đẹp như thế này, đánh chuông vòng 3 phút điểm chuông một lần, lau dầu các bác thêm 350.000 giúp em. Đấy các bác nhá, sản phẩm đầu tiên các bác nhá. Đây em ghi là mã 1 luôn các bác nhá, mã 1 luôn để cho các bác dễ nhìn. Mã 1 các bạn. Đấy. Tiếp theo là sản phẩm mã 2 các bác nhá. Một sản phẩm mã 2 là một chiếc đồng hồ song tiện 3 lỗ các bác nhá. Đến từ thương hiệu Kenzo. Đến từ thương hiệu Kenzo của Đức. Các sản phẩm này thì sẽ có đầy đủ 4 con tiện cho các bác luôn các bác nhá. 4 con tiện 4 góc đây này, và ở trên đỉnh nữa. Con này thì khá là đẹp các bác nhá, với họa tích họa tiết là kính dầu oval, cái kính này rất là giá trị này các bác này. Nó thiết kế thực sự các bác là khá là đẹp. Kính cổ các bác nhá. Kính cổ đấy ạ. Kính dao đồng đấy ạ. Kính dao pha nê cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn thấy ở đây. Các bác nhìn giúp em này. Rất là đẹp và độc đáo. Và ở hai bên các bác nhìn giúp em này, nó sẽ có hai cái khung tranh, nó sẽ có cái khung tranh như thế này. Một trong những cái phiên bản rất kỹ của dòng Kenji này các bác nhá. Các bác treo cái này thì rất đẹp, khi quả nắp nó núc nắp ở trong cái hình oval này, nó tạo ra cái tương phản ánh sáng cực kỳ bắt mắt các bác nhá. Các bác nhìn thấy giúp em này. Vô cùng tuyệt vời. Hai bên là hai cái song tiện các bác nhá, hai bên là hai cái song tiện như hai cái cột của lâu đài. Các bác có thể nhìn thấy ạ, nhìn rất là đẹp. Gỗ sồi cổ nên màu ánh kim, rất là tuyệt vời các bác nhá.
Đấy. Hôm qua thì em cũng giao lưu một con, thực sự các bác 10 phút đăng 20 bác gọi điện. Đấy các bác này, các bác nhìn đẹp không? Con này rất là đẹp các bác nhá. Cây hoa này các bác này, nó sẽ có giá trị hơn là cái dòng mà có một cục vuông vuông ở đây, những cái hoa như thế này. Các bác nhá, các bác nhìn này. Những cái hoa như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thôi nhìn giúp em. Đấy. Mặt con này mặt đẹp các bác nhá, mặt đẹp, kính trên là kính cong. Đây. Đấy, song tiện của nó đây các bác nhá, các bác có thể nhìn thấy giúp em ở đây. Đẹp xuất sắc, có bộ hai con tiện ở bên trên các bác nhá. Con này thì tuyệt vời. Dòng này dòng rất đẹp các bác nhá. Đây quả nắp chrome. Quả nắp cốt đồng trắng bạc, quả nắp cổ các bác nhá. Mặt con này mặt đẹp, mặt hơi ngà ngà một chút các bác. Thì rất là tuyệt vời, các bác có thể nhìn thấy đây, con này rất kỹ các bác nhá. Một trong những cái phiên bản rất kỹ ạ. Của hãng Kenji, con này Kenji cổ các bác nhá. Đấy, các bác nhìn giúp em này. Kenzo. Đấy. Tay nắp cực dài, tay nắp 43 các bác nhá. Máy móc vàng ươm, cổ chơi những con này với cổ. Em như em Thành đã nói rồi, các bác chơi treo tường thì các bác chơi thùng bè, thùng dài các bác chơi vài con là nhà xong tiện là các bác treo càng nhiều thì càng đẹp thôi nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Có một gông đồng bạch các bác nhá. 8 gông thép. 8 gông thép có một gông đồng bạch. Kích thước là 83 x 38 các bác nhìn giúp em. Kích thước 83 x 38 các bác nhá. Con này cực kỳ đẹp, em giao lưu các bác với giá 8 triệu. 8 triệu nguyên bụi các bác nhá. 8 triệu nguyên bụi các bác nhìn một lần nữa, đây là một trong những phiên bản rất cao cấp các bác nhìn này. Bình thường các bác nhá, các bác nhìn giúp em này. Những cái kính rào bình thường nó sẽ không có, các bác là người tiêu dùng thông thái các bác nhìn giúp em này, nhiều cái nó rất là nhỏ nhưng quyết định đến cái giá trị con đồng hồ. Các bác nhá, các bác nhìn này. Tức là cái khuôn kính rào bình thường các bác không có những cái khuôn như thế này, đây nó sẽ có thêm cái khuôn này các bác ạ. Như cái bông hoa bình thường của song tiện các bác này, thường các góc này nó sẽ là một cái cục hình tam giác, nó đóng thẳng vào đây, nhưng ở đây nó đục chạm kênh bong rất là đẹp các bác nhá. Và mặt mũi con này rất là sáng sủa các bác nhá. Đây là một trong những cái hôm qua thì em lên một con nó gọi là hàng cao cấp ấy. Con này thì cũng về theo nô đấy các bác nhá, nhưng con này em giao lưu các bác giá mềm hơn một chút, 8 triệu các bác nhá. Có đầy đủ 4 con tiện. Sản phẩm tiếp theo, con này là mã 2 các bác nhé, mã 2. Mã 2. Em sẽ lên cho các bác một sản phẩm mã 3. Chính là một chiếc đồng hồ Odo 30 các bác nhé. Chiếc đồng hồ Odo 30 này thì nó có cấu trúc tương đồng với dòng Odo 36 các bác nhé, chỉ khác nhau là chiều dài tay nắp thôi. Các bác nhìn giúp em này. Đấy. Rất tuyệt vời. Kích thước là 60 x 36, 60 x 36. Thùng gỗ sồi ánh kim sồi cổ có nhá, rất là tuyệt vời. Mặt con này mặt số là mặt số 20, mặt số là mặt 20, mặt số là mặt số 20 có nhá, mặt số 20. Cái kính phía dưới này, cái của cái hãng Odo này xin thưa bác là nó thiết kế cực kỳ tinh xảo các bác nhá, tức là xảo các bác có thể nhìn thấy ở bên trong nó sẽ là thủy và bên ngoài nó sẽ là kính mài các bác nhá. Nó tạo cái hiệu ứng khi con nắp của bác nắp ở bên trong nó sẽ nấp nánh cực kỳ đẹp các bác. Đấy, các bác có thể nhìn giúp em. Đấy, các bác có thể nhìn giúp em, mặt là mặt 20 các bác nhá, mặt 20. Đấy. Mà cái này thì nó qua quá trình thời gian sử dụng thì nó này hơi phai nhạt một chút ở số 1 này rồi, hai cái số này này. Nhưng thực sự các bác nó lại là một cái phiên bản mặt cao cấp của chiếc Odo các bác nhá. Các bác chú ý giúp em. Đấy. Em sẽ dựng lên để các bác nghe chuông. Các bác nghe chuông luôn. Mặt còn là mặt 20 các bác. Nhìn con gông 4 đồng 4 thép này thì cực kỳ đẹp các bạn. Cho nghe nghe chuông thử. Âm của nó những cái dòng này âm hay lắm. Chưa no dầu một chuồng đã hay tuyệt vời như vậy.
Chuông gỗ đô thì phải nói là về âm thanh là rất tuyệt vời rồi. Cô cứ đề ngửa xuống kéo lên. Có nắp ở đây các bác nhé. Có nắp chrome cực kỳ đẹp. Có thể soi gương được luôn. Một trong những phiên bản cao cấp. Tôi sẽ kéo máy ra để mời các bác xem luôn. Để thấp. Đấy, máy móc các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy máy là máy bệt các bác nhé. Ba vách bệt các bác có thể thấy ở đây. Máy ba vách bệt. Chuyện Odo đây các bác nhá, chuyện Odo đây. Đấy. Series 30 đây các bác nhá. Đấy. Máy con này thì là máy đời đầu các bác nhá, máy đời đầu. Máy đời đầu. Vách các bác nhìn thấy rất dễ này, đời đầu thì cái lực đánh nó sẽ rất là tốt và cái vách của nó sẽ dày hơn con bình thường các bác nhá. Vách của nó sẽ dày hơn các bác nhìn. Nhưng mà màu đồng nó sẽ hơi đậm hơn một chút các bác nhá. Thì các bác thích chơi đời nào thì các bác chơi. Nhưng em thì những cái con nào nó xin thưa bác là nó cũ thì em thích các bác nhá, bởi vì công nghệ thời bây giờ nó làm nó cái chất lượng về vật tư nó tốt. Gông của những con này hay lắm, các bác nghe các bác biết rồi, không khác gì Odo 36 à. Đó nhá. Ok. Em sẽ lên cho các bác sản phẩm Odo 30 này. Nó là một sản phẩm giá trị cao. Kích thước nó là 60 nhân với 36 các bác nhá. Giá trị nó là một dòng giá trị cao về mã số 3. Này các bác Anoem nhé. Anoem nhé các bác nhé. Anoem. Để biết giá. Các bác cứ bảo con Odo 30 bệt vào tiền. À, đến tiếp đến là em sẽ giới thiệu cho các bác một đại siêu phẩm. Nữ hoàng âm thanh Odo 36 các bác nhé. Kính rào mặt trời. Các bác có thể nhìn thấy. Đây là một trong những cái phiên bản cực kỳ cao cấp. Những cái mẫu thùng thực sự các bác là làm nên tên tuổi thương hiệu của Odo. Các bác có thể nhìn thấy. Phần kính của nó là được người ta mường tượng theo cái hình mặt trời trên đỉnh núi các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy được cắt gọt cái miếng pha lê cực kỳ đẹp mắt các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Khi quả nắp của các bác mà nắp ở trong này, quả nắp chrome nắp trong này, quả nắp con này cực kỳ đẹp nhé. Bên em vẫn để trong ni lông không bóc ra sợ xước. Thì những cái sọc tia sáng mặt trời này nó sẽ nấp nánh theo quả nắp, nó phản chiếu vào ánh mắt khúc xạ vào mắt của các bác, thì thực sự các bác là nấp nánh luôn, rất là đẹp. Đây là một trong những cái phiên bản làm nên thương hiệu của Odo các bác nhé. Thùng con này thùng 1 2 3 4 5 6, 6 bông 7 bông đó nhá, 7 bông hoa đồng tiền cực đẹp luôn, phú quý tài độc luôn, đáy thùng đáy hộp đó nhá. Kích thước của chiếc đồ này là 72 x 32 các bác nhá. Vừa dựng lên em thử chuông chút coi nhá. Chuông này thì nó cũng khá là hay các bạn. Chuông những cái dòng này thì nó khá là hay các bạn nhé. Chuông đây là em chưa lên cót đây các bạn nhé. Còn đặt này. Cái này em chưa lên cót đây. Nhưng mà chuông chưa lên cót chuông nào dầu mà chuông hay như này nó rất là tuyệt vời rồi. Mặt đây, mặt rất đẹp các bạn nhé. Mặt đây có chữ Odo rất thích này. Và nó có hơi có một tí vết ở cái chỗ này do quá trình sử dụng người ta thực sự, nhưng những con này không thể tránh khỏi. Là mặt như này thực sự các bác, mặt như này mua ngoài thị trường khoảng 3 triệu cái mặt. À, không
nòng áng trắng, vuông vuông nòng áng trắng rất là đẹp các bác nhé. Tì này, gồng tì các bác có thể nhìn thấy quá đẹp luôn. Máy mà các bác xem, máy con này đẹp xuất sắc, máy đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, Odo này, CD 5899136 này các bác này, xoáy đồng tâm cực đẹp luôn các bác nhá. Tìm đâu ra những con như thế này, những con này các bác alo em để chốt luôn. Con này là con Odo kính rào các bác nhá, kính rào mặt trời trên đỉnh núi đấy. Con này thì các bác alo em để biết giá nhé, alo em. Rồi, cô cứ để đây. Này rất may là có cô em, các bác ạ, giúp để đỡ phải quay một mình thì nó sẽ nhanh hơn một chút. Sản phẩm tiếp theo các bác nhá, đó là một chiếc đồng hồ song tiện các bác nhá, một chiếc đồng hồ song tiện các bạn đấy, rất là đẹp. Kích thước là 50 x 37, con này mặt men cũng đẹp xuất sắc luôn. Những con này trên 80 năm rồi các bạn, nó về là vuông này các bác nhá. Con này về các bác này, nó có hai chức năng này, nó để được các bác này, các bác có thể để nó ở trên bàn được các bác nhá. Nó về là nó không, nó về nó vuông như này thôi các bác nhá. Đấy, về như nào em giao lưu các bác như vậy, nó về nó vuông như này thôi các bác nhá. Thì ở đây nó có hai con tiện thì chúng ta có thể cắm lên trên này các bác nhá. Đấy, cắm lên trên này được các bạn, nó có hai con tiện chúng ta cắm lên trên này cho các bác nhé. Còn nó về nó vuông như thế này các bác có thể để bàn được, ở bên kia người ta cũng hay để bàn các bác nhé. Đấy, quả lắc các bác nhá, quả lắc đây, quả lắc rất là đẹp. Đấy, mặt cũng đẹp luôn, mặt men, nắp men các bác nhá. Các bác chú ý này, những con này thì các chú ý này, em bán giá cho các bác chỉ bằng bộ máy thôi. Máy Zapi này, máy Zapi nắp kê vàng này các bác này, của Pháp này, cực kỳ đẹp này. Đây các bác nhá, máy là máy Zapi các bác nhá, máy Zapi đây, máy nắp kê vàng cực đẹp, vù đây các bác nhá. Máy con này máy 10 điểm luôn, mặt men các bác nhá. Đây gông đây, 3 phút điểm trùng đây các bác nhá. Đấy, các bác chú ý giúp em này, quả nắp đây, còn tiện đây các bác nhá. Nhá, kích thước là 50, kích thước là 50 x 37 các bác nhá. Sản phẩm này em chốt cho các bác với giá là 2,6 triệu, các bác chú ý này, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, con này lành tít luôn, đẹp. Ở đây là có một con song tiện trầm cầm các bác nhá, con song tiện trầm cầm này thì nằm quân giá trị cao các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy đây, nó là siêu cổ ấy, trên 100 năm các bác nhá. Kích thước nó 75 x 32 và đầy đủ tiện cho các bác luôn, cả ở đáy. Để các bác nhìn này, và con này thì là nó sẽ đánh nhạc, nó không đánh nhạc bằng vuông vòng các bác nhá, nó đánh nhạc bằng trầm cầm các bác. Các bác muốn nghe trầm cầm không? Đây này, tức là nó sẽ 3 phút nó dạng nhạc. Nó đánh một cái hộp nhạc các bác nhá. Đây, máy cực kỳ cổ đây, phiên bản cực kỳ cao cấp các bác nhá. Cực kỳ cao cấp này các bác này. Cái này thì giá trị nó tương đối cao các bác nhá. Nó dành cho người sưu tầm các bác. Những con này là dành cho những bác sưu tầm. Giá nó ngang con Odo rồi các bác. Kích thước là 75 x 32 các bác nhá. Các bác chú ý giúp em này. Đấy, con này thì nhìn nó cổ điển nhuốm một thời gian các bác nhá, hơi nhem nhuốc nhưng mà nó cực kỳ chất. Các bác alo em nhé. Con này là con hiện tại thì em có mã số 3. Con này con 36. Con 30 là mã số 4 các bác nhá. Thực ra các bác cứ đọc tên đồng hồ giúp em được, tại vì em quên em không đánh mã rồi thì nó sẽ nó sẽ hơi bị nhầm một chút. Ở đây thì em mua được một cái bộ máy, đây một bộ máy của chiếc đồng hồ hai nỗ nhá, tồn kho của hãng ở bên Đức ấy, mua được của một cái ông thợ, ông ấy mua, xin thưa bác, mua được thanh lý của cái nhà máy các bạn. Thì
nó gọi là len keng mới cứng luôn các bác nhá, nó không chưa có sử dụng, các bác có thể nhìn ở đây đấy, một cái máy nó đẹp xuất sắc luôn, máy nó đẹp xuất sắc luôn các bác nhá, các bác nhìn thấy không, của hãng FHS made in Germany đấy các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác về các bác nắp thì có những cái con song tiện như kiểu này này các bác này, còn là những cái thùng nội các bác nắp, cái này các bác ghim vào thùng thôi, các bác xoáy ốc cái ốc này vào thùng các bác nhá, đấy xoáy cái ốc này cắm vào thùng thôi, cắm vào thùng các bác nhá, và cái này các bác bắt vào thùng nữa thôi là xong, còn quả nắp thì các bác tự làm. Cái này thì thực sự các bác nó là hàng len keng rồi, hàng chưa sử dụng các bác nhá. Con này thì em sẽ giao lưu các bác một cái mức giá hợp lý, mức giá 2 triệu, em có một bộ, em có một bộ để em thanh lý luôn cho các bác đấy các bác nhé. Về nguyên như này các bác làm gì các bác làm, lấy cót thì làm gì các bác làm. Còn nữa thì em cảm ơn các bác đã theo dõi các bác nhé, hẹn gặp lại các bác vào phiên buổi tối, phiên buổi trưa ngày hôm nay thì em quay bấy nhiêu sản phẩm thôi ạ.